Bà con, bánh xèo là bà con rất biết. Bánh xèo là ở nhà quê là cứ mỗi lần mưa tới là người ta đổ nhau bánh xèo. Ta đổ bánh xèo đó là truyền thống ở quê rồi. Nhưng mà bánh xèo nó cũng rất là tốt, nhưng mà nó không tốt. Không tốt là những người này không ăn được. Ăn được thì bệnh nó nặng thêm, đi bác sĩ nhiều hơn, rồi uống thuốc nhiều hơn, đi bệnh viện nhiều hơn và tốn tiền nhiều hơn, bệnh mệt mệt hơn. Đó là những người không ăn được bánh xèo là những người béo phì, tim mạch. Trẻ em 10 tuổi rồi xuống 9, 8, 7, 6 năm. Người lớn 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi. Bệnh gút, bệnh đau dạ dày và bị bệnh ngứa. Những đó, người đó và bệnh đó không được ăn bánh xèo đó là béo phì, tim mạch. Trẻ em 10 tuổi rơi xuống 9, 8, 7, 6 năm. Lớn tuổi 60, 70, 80, 200, 300 gì đó. Bệnh gút, đau dạ dày, bị ngứa. Còn nhiêu là ăn được hết bà con, ăn được rất là tốt rồi đó, ăn rất tốt, còn nhiêu là ăn được, vì nó tinh bột mà, nhưng mà bù lại dầu mỡ nhiều bà con chú ý nha, ăn thì ăn không quá 2 cái mỗi tuần, tuần ăn không quá 2 cái nha, là một lần ăn là 2 cái, nhưng mà tuần thì ăn 2 lần thôi, mỗi tuần thôi, một lần ăn là 2 cái, bánh xèo chẳng tốt gì cho sức khỏe vì mỡ, dầu, và những cái thứ phụ liệu kèm theo, phụ niêm kèm theo, kèm theo không tốt cho sức khỏe. Có muốn ăn lắm thì một tuần không quá 2 cái. Một tuần ăn không quá 2 cái bà con ơi, xin chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Xin chào bà con.